Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại tôi đang có mặt tại ngã tư Tô Bông, một ngã tư trưa của thôn quê, trưa nắng, trưa hè, nắng gắt. Xin mời quý vị và các bạn cùng tôi đi dạo quanh ngã tư Tô Bông này như thế nào nhé. Xin mời quý vị. Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại tôi đang có mặt tại ngã tư Tô Bông, thuộc xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Ngã tư Tô Bông này đang vô mùa hè, trời hơi bị nắng như quý vị. Ở quanh khu vực quanh đây có những người bán hàng rong đủ loại, bán dừa, bán mít, bán chuối, bán tùm lum tất lạ hết. Xin mời quý vị và các bạn cùng tôi dạo quanh một vòng của ngã tư Tô Bông như thế nào nhé. Xin mời quý vị. Mít ra bán nhiêu miếng vậy cô? Bao nhiêu ạ? 25 ngàn một miếng hả? Chị quay lên truyền hình này xem ạ cô. Chị gửi về đất cô là sửa phải. Lấy dao miếng mít đi cô. Mít hả? Mít là mít gì vậy cô? Mít Thái không? Mít Thái hả? Bao nhiêu miếng đó vậy? 25 ngàn 1 ký hả? 15 ký hả? Bán rẻ luôn à? Dạ. Mít ngọt cái gì cô? Ngọt thử, thử miếng đi. Giờ thử á, thử hay không cũng lấy chứ. Đáng thèm mít phải không? Miếng ngọt á. Ui cắt thôi. Đột giả luôn hả? Đây là miếng Thái nha quý vị. Miếng rất là ngon nha. Ở đó bạn Ninh Hòa hay sao? Ninh Hòa đem ra bán hả? Thái thái dường á, thái tận cây luôn đó. Ở chỗ ngã tư có một cô bán mít Thái nha quý vị. Mít Thái mít Thái Ninh Hòa đem ra rất là ngon này, thử một miếng rồi. Rất là ngon. Mít nè, miếng mít đó. Để nó đậy lại cho nó kỹ, cho nó khỏi rùi bu vô. Giờ khi nào mình mua về là mình ăn xong mình lột ra bị ra sao. Thái Ninh Hòa. Mít Thái, mít Thái Ninh Hòa như quý vị. Không thuốc không than. Ai ở gần ngã tư Tô Bông tới ngã tư, cô bán mít, cô tên gì ạ? À? Cô tên Vân. Cô Vân bán mít chỗ ngã tư Tô Bông. Ai ở ngã tư Tô Bông mình tới ủng hộ cô. Chúc cô mua bay bán đắt nha, sớm hết nha. Cảm ơn cô. Chúc cô bay phim cho đẹp cho mẹ đó. Cô ngủ ở đâu ạ? Xin chào quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt trước trường tiểu học Vạn Khánh. Đó, sau lưng đây các em học sinh thấy tôi quay ra, bu ra xem, chứ không dám nói gì hết. Kế bên trường Tô Văn Ân là trường, đây là trường tiểu học Vạn Khánh 1, gồm các em học sinh nhỏ từ các xã lân cận tập trung về đây học. Giờ đang chuẩn bị vô lớp không mấy đứa? Mấy giờ vô lớp? Về 2 giờ. Ông anh đang bán kem trước trường tiểu học Vạn Khánh. Bán ra các em học sinh kem. Kem cây, kem sữa đậu xanh. Kính thưa các loại kem. Đây là trước cổng trường của trường tiểu học Vạn Khánh. Đó, mấy bạn đây là ăn hàng không nha. Đó, thấy không? Chị bán gì vậy chị?
Trước trường có mấy người bán kem, mấy học sinh rất thích ăn nè, ăn hàng nè. Đây là kem, kem sinh rô, tốt gì đó, kính thưa các loại. Mấy bạn gái ăn gì ạ? Mấy bạn gái hả? Mấy bạn gái ăn hay ăn hàng lắm đúng không? Ăn chè đồ nè. Gì đậu xanh à? Hôm nay tôi mời mấy bạn nhỏ ăn kem của anh. Lấy kem đi, mấy đứa ăn kem gì lấy đi. Đủ loại kem nha quý vị, kem đỏ, kem trắng, kem siro. Vui không mấy đứa? Ráng học nha. Phía trước mặt của quý vị đây là trường trung học phổ thông Tô Văn Ơn. Trường này rất là lớn của Tô Bông. Trường này tập trung các em học sinh từ các xã Đà Lãnh, Tô Bông, Vạn Thọ, Vạn Thắng, kính thưa các xã tập trung về đây.
Ừ.